6 sai lầm trong việc lựa chọn váy cưới. Thứ nhất, bắt đầu tìm kiếm với những lựa chọn hạn hẹp. Nếu bạn đang đau đầu vì chọn váy, hãy thử ngay những chiếc váy hợp thời trang theo xu thế thời đại để giúp bạn tự tin sánh vai chồng trong ngày trọng đại. Thứ hai, chạy theo xu hướng. Hãy chọn váy bằng sự thông minh, đừng quá chạy theo mốt để bạn bị rơi vào ma trận váy cưới mà không biết tìm cho mình loại váy nào phù hợp nhất. Thứ ba, dẫn theo quá nhiều quân sư khi đi thử váy. Chỉ nên đi cùng 1 đến 2 người bạn có gu thẩm mỹ cao để lựa chọn cùng. Thứ tư, không lên ngân sách rõ ràng cho váy cưới. Lên kế hoạch trước về tài chính sẽ giúp bạn lựa chọn chính xác và tốt nhất. Thứ năm, để nước đến chân mới nhảy. Nhiều cô dâu chủ quan đến sát ngày cưới mới bắt đầu chọn váy cưới. Điều này khiến bạn không thể lựa được những bộ váy cưới tuyệt đẹp được vì thời gian quá cập dập. Thứ sáu, bỏ qua việc chọn mua đồ lót phù hợp. Bạn sẽ cảm thấy lúng túng trong ngày trọng đại vì không lựa chọn đồ lót phù hợp với váy cưới. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn đã chọn đồ lót phù hợp với váy trước ngày cưới.